Đây là quốc lộ 5, mình vừa mới ra khỏi phi trường Nội Bài, trên đường đi đến hơn chục cây thì đến quốc lộ 5 mới, thành phố Hà Nội. Sau 34 năm đô đô Hà Nội còn rất là bình thường. Đô đô mình ra vào tháng năm tháng 4, trời sẽ se lạnh, mưa phùn. Vậy đó mình ra cũng bằng máy bay mà không nhớ gì hết. Bây giờ quá khác. Em trai tên gì? Tên là Cường. Cường có vô Nam ở thời gian hả? Một năm ạ. Rồi Cường thấy miền Nam với miền Bắc Cường thích bên nào hơn? Ở đâu cũng thích ạ. Mỗi nơi có một cái khác nhau riêng biệt. Em vô Nam em ăn uống em thấy có khác không hay là cũng giống giống? Khác chứ ạ. Khác. Thì lúc đầu em vô mà ăn em thấy làm sao có khác, khó chịu không? Mới đầu ăn hơi chưa hợp, xong một thời gian là quen. Ví dụ như em ăn phở lúc đó mới vô trong Nam ăn phở không quen không? Ăn trong đó là ăn hủ tiếu. Phở trong đó con phở nó làm cái khác ngoài này. Rồi em vô em có ăn giá ăn có ăn được không? Ăn được. Rồi bây giờ em ăn phở có giá hay không có giá, cái nào thích hơn? Thì ăn có giá thì nó có rau thì ăn nó mát hơn. Em nghĩ đa số người Bắc ăn phở có giá họ thích hay không? Có, đa phần ăn giá. Sao bây giờ trong mấy tiệm trong Sài Gòn mà bán phở có nhiều chỗ không cho giá? Đấy là cho khẩu phần của người ăn của mỗi người. Và đa số là người Việt Nam ăn được nhiều. Dạ. Mới hôm qua anh ăn cái tiệm nó không có cho giá. Cầu Nhật Tân nhá. Nhật Tân. Thăng Long đấy ạ. Ngày xưa là không có cầu này lại đi, chủ đạo là cầu đấy. Vậy là sắp tới Hà Nội đấy hả? Trước mặt hả? Dạ vâng. Đây là quận Tây Hồ, Hà Nội đây kìa, đây tổng quận Tây Hồ đây. Đây trước mặt chúng ta là Hà Nội, quận Tây Hồ. Quận Tây Hồ. Tây Hồ là đại khái là mấy cái căn building đó là của Hà Nội đúng không? Đây cầu Nhật Tân này. Cầu này cầu đẹp nhất miền Bắc. 34 năm. Kỳ hả? 34 năm nhìn nó khác hả? Dạ. Đây sông Hồng đấy. Sông Hồng đấy. Sao nó không có màu hồng? Gọi là sông Hồng. Chạy từ Trung Quốc về đấy. Bắt cầu Nhật Tân. Cầu treo Nhật Tân. Cầu này gọi là cầu Dây Văng. Dây Văng. Cầu này cũng lớn bằng cầu San Francisco. Đi cái ống á. Nó treo lên. Dây cáp. 4 lần, 3 lần cộng với xe Honda, xe 2 bánh. Đây bên trái là trung tâm Hà Nội. Cao tốc đây nó cho chạy xe 2 bánh lên Phúc, đúng không? Nhiều lên. Dạ, vâng ạ, cầu này được đi ạ. Giờ này cũng 3 giờ rồi. Có vẻ có sương mù mà nhìn xa xa cũng giống là Los Angeles. Một thành phố hoàn toàn mình không biết một con đường nào hết, không biết góc nào luôn. Cầu này là sẽ đi đường Võ Chí Công. Nhưng bây giờ mình không đi cầu Võ Chí Công, mình đi vào quảng bá Nghi Tàm, An Dương Vương. Em muốn đi đâu đi, miễn tới nơi thôi. Đây đường phố Hà Nội khá sạch. Võ Chí Công đi thẳng đi đâu? Đi thẳng là đi về trung tâm đấy ạ. Có cầu Trung Dương không? Không ạ. Cầu Trung Dương không đi qua cầu Trung Dương mà sẽ đi vào Nguyễn Chí Thanh, đi vào đầu tấn, đi Kim Mã đấy ạ.
Dạ đúng rồi đấy ạ. Đây là mình quay cận cảnh thành phố đường xá Hà Nội theo bước chân của Bác Tài. Bác Tài đi đâu mình đi đó. Đường xá vẫn sạch, đẹp, vẫn sạch thường xưa. Không, cũng có tuyến tùy tuyến thôi đấy ạ, tùy tuyến đường, không phải tất cả như thế đâu. Em biết vô gia cư không? Em biết từ vô gia cư không? Không biết. Vô gia cư à? Tức là vô gia cư là vô là nhiều đấy, nhà khắp nơi. Vô gia cư là không có nhà ở đấy. Mấy người ở lang thang ngoài đường á, có nhà ở khắp nơi. Tức là anh chưa thấy bây giờ luôn, cho nên anh không biết cái từ vô gia cư là gì luôn Phú. Thì á, chắc em nó không dám thấy cho nên hỏi nó không hiểu. Nên tụi mình nói là vô là nhiều, vô số kể. Gầm cầu, mình vừa đi trên gầm cầu, nói chuyện vô cư thì gặp cái gầm cầu, gầm cầu Nhật Tân đấy. Đây có Bình Dương rồi, vào đường trong rồi, đường nhỏ vô thành phố rồi. Dạ vâng, khoảng 3 Nghi Tam đấy, Âu Cơ Nghi Tam. Ở đây tháng mấy là lạnh nhất Cường? À, ở đây ạ, lạnh nhất mùa đông thì tầm tháng 12 ạ. Tháng 12, lạnh nhất là mấy độ? Trung bình. Có đợt nó lạnh nhất nó cũng phải xuống đến 3-4 độ đấy. Là chưa có tuyết hả? 3-4 độ chưa có tuyết. À, không, ở Hà Nội thì không có tuyết. Nhưng mà cách Hà Nội khoảng 100 cây là có tuyết. Sapa? Không, Ba Vì. Ba Vì. Sapa thì còn xa nữa, Sapa là cách Hà Nội 300 cây, 400 cây. Ba Vì du khách đi có nhiều không? Cũng không nhiều lắm ạ. Tại vì Ba Vì thì cảnh nó cũng không đẹp. Mà... đi Lạng Sơn. Lạng Sơn, Hà Lạng Sơn cách Hà Nội 200 cây. Mà khách có tới, du khách có tới Ba Vì? Cũng có đấy. À, cũng có mà. Thì mình phải khai thác vấn đề tuyết hả? Ừ, nhà này cổ cổ nhìn giống nhà Pháp không? Không phải đâu. Giống? Giống, không phải. Mà mấy căn này là xây sau này không chứ đâu phải hồi xưa? Cũng xây cũng khoảng tầm 3-5 năm rồi. Đó. Tức là lúc anh ra là bắt đầu nó mới xây. Và ngoài 30 năm. Pháp Đà Lạt nhiều. Đà Lạt có nhiều căn nhà Pháp mà họ làm nhưng mà không có người ở. Thế là đến sông. Cái sông mà mình vừa đi trên cầu đấy. Sông Hồng. Đây là chúng ta đang đi trong thành phố Hà Nội. Đây là đường Âu Cơ Nghi Tam. Đường Âu Cơ Nghi Tam. Đường mới hoàn thành được khoảng độ từ mùng 2 tháng 9. Sau giữa tháng 9, bây giờ tháng 10, mới được một tháng. Cái đường khó rồi. Âu Cơ. Âu Cơ Nghi Tàm. Sao có chữ Nghi Tàm là gì? Nghi Tàm là cái địa phương. Ồ, Nghi Tàm. Còn quảng bá. Sướng thịt chó rồi chưa? Đây ta làm cái đường phẳng phẳng hết chưa? Sao miền Bắc mà lại nói giọng Nam? Có hết đấy ạ. Và áp miền Nam mà nói giọng Bắc. Dạ, mình chọn. Ờ, cái chọn hả? Ôi giời, sao trong tiếng Nam? À, có bạn gái người Nam phải không? Nghe giọng giọng Nam nghe nó nhẹ nhàng hơn. Vậy hả? Tùy mỗi người. Em thích giọng Nam. Ngài Sài Gòn, ngài Nam Bộ nó nói nhẹ nghe thích lắm. Quá nghe giọng Bắc rồi. Cục nhà không thiên mà. Ừ. Đúng thế đấy. Cục nhà không thiên. Ngọt ngào thôi. Mình thì giờ không sợ chọn lựa, mình nào không dám nói gì hết.
sang trái. Đây là những con đường Hà Nội, thành phố Hà Nội rất là sạch, rộng. Phía trước có camera phạt nguội. Đây là gọi là đường Yên Phụ. Yên Phụ, đường Yên Phụ. Bên phải là cô gái Tây đang lái xe hai bánh. Tây đi bây giờ đi thảo. Rẽ hơi lệch sang trái. Đi thảo hơn cả Việt Nam. Những cái hồ Tây bên tay phải mình đúng không? Đúng ạ. Tôi nhìn thấy cảnh sáng tầng 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 rồi tôi nhớ. Đúng ạ. Chưa lâu lắm rồi. Đây là đi đâu cũng thao nghe giọng Hà Nội hết. Dạ. Đâu gặp giọng Hà Nội luôn. Không cần phải đi tìm hả? Dạ vâng đúng không?